Vào cuối tháng 12 tới đây thì đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ hội quân để tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tại Asian Cup. Và đây là một giải đấu mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ nằm tại bảng D cùng với những đối thủ rất mạnh như đội tuyển Nhật Bản, Iraq hay Indonesia. Và mới đây thì ban tổ chức cũng đã công bố lịch thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier. Theo lịch thi đấu được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1. Sau đó 5 ngày sẽ là trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Indonesia. Và trận đấu cuối cùng tại vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 1 trước đối thủ là đội tuyển Iraq. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào hai khung giờ là 18:30 và 21:30 theo giờ Việt Nam. Vòng chung kết Asian Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 tới ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Các trận đấu diễn ra trên nhiều sân vận động khác nhau, trong đó có những sân vận động là địa điểm tổ chức các trận đấu tại World Cup 2022 vừa qua. Trận đấu mở màn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier gặp đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra trên sân Antumama, một trong 8 sân vận động được sử dụng tại kỳ World Cup năm ngoái. Theo thể thức thi đấu, 24 đội tham dự Asian Cup 2024 được chia vào 6 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn để chọn ra những đội nhất, nhì, cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Với việc đội tuyển Nhật Bản và Iraq được đánh giá cao hơn, mục tiêu thực tế nhất với đội tuyển Việt Nam chính là vượt qua đội tuyển Indonesia để hy vọng trở thành một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, giành quyền vào tứ kết. Vào ngày mai thì vòng loại của Cúp Quốc gia 2023 sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng của so tài giữa hai đội bóng đang thi đấu tại V-League, đó là câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và BKM Bình Dương. Lúc này cả hai đội bóng đều đang phải đối diện với những khó khăn của riêng mình, tuy nhiên cả hai đều đặt ra quyết tâm đó là giành quyền góp mặt ở vòng 1/8. Sau rất nhiều những thông tin trái chiều sau khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia tay đội bóng, người dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại là huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Chỉ có chưa đầy một tuần làm việc với đội bóng mới nên huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang gặp những khó khăn nhất định trong việc ổn định và xây dựng lối chơi của toàn đội. Mùa giải năm nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm nhiều tân binh nên chất lượng đội hình cũng có chiều sâu so với mùa bóng năm ngoái. Trận ra mắt của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương được dự đoán là nhiều thách thức khi BKM Bình Dương đang có được đội hình chất lượng với rất nhiều những cầu thủ được bổ sung trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải. Đội bóng này vừa nhận thất bại trước câu lạc bộ Hà Nội tại trận đấu bù của vòng 1 V-League. Dù vậy, chất lượng đội hình của BKM Bình Dương vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đội chủ nhà. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19:15 tối mai trên sân vận động Thống Nhất. Vào ngày hôm qua thì vòng 4 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cũng đã khép lại và sau vòng đấu này thì đội đương kim vô địch là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã trở lại với vị trí quen thuộc là vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội dẫn đầu và nhóm bám đuổi thì cũng chỉ là một điểm mà thôi. Đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có chiến thắng tối thiểu trước Than Khoáng Sản Việt Nam với bàn thắng duy nhất của Cù Thị Huỳnh Như. Một điểm sáng ở trận đấu này là thủ thành Kim Thành vì đã xuất sắc cản phá cú đá penalty của Dương Thị Vân. Thắng lợi này giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 10 điểm, bằng điểm với câu lạc bộ Hà Nội 1 nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Đội bóng Hà Nội 1 cũng có được thắng lợi với tỷ số 3-1 trước câu lạc bộ Thái Nguyên T và T. Ở những trận đấu khác, Phong Phú Hà Nam vượt qua đội bóng Hà Nội 2 với kết quả 2-0. Trên bảng xếp hạng, cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu đang rất sít sao. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 có đôi chút lợi thế với những vị trí trong top đầu. Hai đội bám đuổi ngay phía sau là Than Khoáng Sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam với cùng 9 điểm. Tính đến thời điểm này, đội duy nhất chưa có được điểm nào là đội Sơn La. Câu lạc bộ Hà Nội 1 có nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có những tuyển thủ quốc gia đã thi đấu rất thành công tại kỳ SEA Games 32 và sau đó là World Cup bóng đá nữ 2023. Và một trong những cái tên đáng chú ý nhất là cầu thủ Nguyễn Thanh Nhã. Giờ đây thì Thanh Nhã đang cùng với câu lạc bộ Hà Nội 1 cố gắng để đạt tới mục tiêu cao nhất, đó là giành chức vô địch tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia mùa giải 2023. Trong mỗi buổi tập, Thanh Nhã là gương mặt được nhiều người quan tâm bởi cô thi đấu ấn tượng trong đội tuyển quốc gia. Khi về câu lạc bộ, tuy chưa ghi bàn thắng nào nhưng cô cũng là vị trí không thể thiếu đối với đồng đội. Khi bọn em đã ở trên đội tuyển quốc gia một khoảng thời gian khá dài thì khi mà về câu lạc bộ thì bọn em cũng thích hợp khá là nhanh và bọn em cũng cố gắng tiếp thu những cái ý kiến mà của ban huấn luyện và bọn em cũng đã cố gắng kết hợp được những cái đội hình nữa. Mục tiêu vô địch giải năm nay có nhiều thách thức, đó là sự quyết tâm của đương kim vô địch là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 hay là sự bám đuổi bền bỉ của Than Khoáng Sản Việt Nam, đội bóng Thanh Nhã và đồng đội sẽ gặp ở lượt đấu tới.
Than khoáng sản năm nay khá là đồng đều, cũng như là vì họ đã từng giành hai chức vô địch liên tiếp, đó là đại hội toàn quốc với cả cúp quốc gia, nên là đấy là một đối thủ rất là đáng gờm và để bọn em phải cố gắng hơn. Mục tiêu ở trận đấu tới, Thanh Nhã và đồng đội sẽ phải thắng, nếu không câu lạc bộ Hà Nội sẽ mất ngôi nhì bảng và chính tay đối thủ là Than khoáng sản Việt Nam.